Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Online. Thì trong chương trình ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà rút tiền từ một cái cây ATM khác hệ thống, tức là nó khác với cái nơi ban đầu các bạn mở thẻ. Thì ngày nay cũng là một cái thực tế là mình cùng đứa con gái đi vào siêu thị Aeon để tham quan và mua sắm. Như vậy thì trong đây nó không có cái thùng thẻ ATM của Agribank. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể rút được tiền? Thì xin thưa các bạn là ngày nay thì hầu như tất cả các ngân hàng nó đều liên kết được với nhau qua cái hệ thống NAPAD. Thì chúng ta có thể rút tiền lẫn nhau giữa các cây ATM. Đấy, ở đây là mình đang sử dụng cây ATM của Agribank, thì mình vẫn sử dụng cái thẻ này để rút tiền của BIDV, Techcombank, Vietcom, Eximbank, Viettin, hay là Đông Á, Sacom, hay là OCB, ICB, MB, vân vân, rất là nhiều ngân hàng để chúng ta có thể rút. Như vậy thì các bạn khỏi phải băn khoăn điều này. Như vậy thì khi rút, các bạn lưu ý cho mình một vấn đề như thế này là về cái hạn mức đó. Cái hạn mức rút tiền mỗi một máy khác nhau thì thường khoảng là từ chúng ta nó cho rút từ khoảng 3 đến 5 triệu đó, trong một lần rút. Đấy, và đặc biệt khi các bạn rút các hệ thống như thế này thì các bạn sẽ chịu một cái phí, nó cái phí rút tiền nó cao hơn so với cùng hệ thống. Mà hầu như trung bình thì mình nhận thấy rằng các cái ATM này thì nó bị thu phí khoảng tầm 3.300 đồng trên một giao dịch ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng với bé gái nhà mình vào trong cái cây ATM của BIDV để rút tiền và cho các bạn xem ha. Rồi đi vô trong, quay mặt vô trong, đi thẳng vô. Rồi đưa thẻ lên nè, đâu. Giờ con chuẩn bị rút tiền phải không? Thẻ này thẻ Agribank đúng không? Rồi bây giờ là con đưa cái thẻ vô. Đưa thẻ vô. Đây. Rồi, từ từ nha con. Đó, rồi, đây cái khoan nè. Đó, hiện lên tên cha là ha, chồng Việt Nam. Mình chờ tiếp tục. Rồi, bây giờ bắt đầu nhập số pin vô, nhập thẻ pin vô. Bấm ở đâu mới nhập pin? Bấm ở đâu vậy? Bấm ở đâu? Rồi. Nhiều số mấy? Đây nè. Đây ha. Nhập vô. Rồi sau khi nhập số pin còn nhắn enter, nhắn lại số pin. Hai con nhắn chậm quá nó báo á. Nhắn nút, nếu mà nhắn lộn thì nhắn lại cái nút này, bấm nút clear, xóa. Rồi nhắn lại enter, từ từ chậm thôi. Rồi nhắn nút enter cái nữa. Rồi bây giờ nè, chọn rút tiền, chọn ước rút tiền. Bên đó chọn tiền gửi. Rồi chọn bây giờ chăm rút 3 triệu, con bấm số khác. Rồi, bấm 3 triệu vô, 3. Rồi 6 số 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi xong nhấn enter. Rồi, có mình muốn có luôn. Rồi, chuẩn bị đó, tiền nó chạy ra đó. Tao đếm cho đủ 3 triệu không? 3 triệu là 6 tờ 500 á. 1 2 3 4 5 6 đúng không? Rồi còn quá đơn nữa. Nó sẽ cho mình có quá đơn. Thấy chưa, còn quá đơn nó ghi cái gì? Còn như tiền trọng. Nào đưa coi ai. Lật ngược lại. Đưa cho ai coi quay phía nào. Nào, bây giờ là số dư. Đó, đưa cho con này. Số dư còn ha. Con gọi nhúc nhích vậy. Còn 2.307.550 đồng. Nào. Rồi. Thank you.
Và như vậy thì mình đã hướng dẫn các bạn rút tiền khác hệ thống như thế nào. Thì như vậy cái kinh nghiệm được rút ra ở đây là khi mà chúng ta rút các hệ thống như vậy thì chúng ta sẽ chịu một cái phí rất cao. Cho nên hàng tháng là các bạn cũng cân đối về tài chính của mình, hạn chế cái tối đa cái số lần rút. Rút càng nhiều thì các bạn chịu phí càng nhiều. Và đặc biệt trong khi mà các bạn rút các hệ thống như vậy, cái hạn mức của mỗi các cây ATM nó sẽ khác nhau. Nếu mà các bạn rút cái số tiền lớn thì mình khuyên rằng các bạn nên vào trong ngân hàng cái mặt rút, thì mình sẽ giảm được cái phí, đồng thời chúng ta rút ở trong ngân hàng nó sẽ an toàn, tiện lợi và nhanh chóng hơn. Thì hy vọng cái video clip này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau. Vui lòng bấm nút đăng ký ở phía bên dưới để cập nhật thêm nhiều video từ cái kênh của mình. Xin chào các bạn.